Chim Kền Kền sống nhờ vào xác chết, các trang mạng RFA, Việt Tân sống nhờ vào việc giúp đầu và xuyên tạc các vụ án, vụ việc, bất chấp không có ánh sáng, đạo nghĩa, đúng sai. Nhân vụ án chuyến bay giải cứu được đem ra xét xử để pháp luật trừng trị nghiêm minh những kẻ nhũng nhiễu, đưa và nhận hối lộ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đồng bào trong đại dịch COVID-19. Một số đối tượng liều báo, liều mạng như Quốc Phương, Nguyễn Vũ Bình là những cái tên thuộc hàng Kền Kền viết bài xuyên tạc vụ việc đăng trên RFA, Việt Tân. Báo chí, truyền thông trong nước ta đã thông tin rộng đường dư luận về vụ án, các thông tin được nêu đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, thể hiện sự nghiêm minh của công tác điều tra xét xử. Các hình phạt nghiêm khắc được áp dụng với 54 bị cáo bao gồm một số doanh nghiệp, người dân và cựu công chức cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan Bộ Ngoại giao, Y tế, Công an, Văn phòng Chính phủ có hành vi đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thế nhưng, những tên Kền Kền chơ cháo xuyên tạc vụ án, xuyên tạc sự nghiêm minh của pháp luật, thêu dệt để bịa ra cái gọi là phiên tòa câm, quy kết xét xử chế độ bởi vì thủ phạm chính của vụ án chính là chế độ độc tài toàn trị hiện nay. Chúng đổ lỗi cho, chính chế độ này đã tạo ra những con người đang vi phạm pháp luật bị xét xử, chính chế độ này đã bắt ép những quan chức, công chức tham nhũng vi phạm pháp luật. Và rồi, chúng luôn để lòi cái đuôi, để lộ mục tiêu, thủ đoạn của chúng với điệp khúc đã được lải nhải nhiều lần, lại làm như phỏng vấn luật sư Đài. Quan điểm của tôi từ xưa đến nay là muốn chống triệt để cần 4 yếu tố. Thứ nhất là đa đảng, thứ hai tam quyền phân lập, thứ ba là tự do báo chí, thứ tư là xã hội dân sự. Trên thế giới này không có quốc gia nào là không có tham nhũng, không có chế độ nào hay nước nào là không có những vụ án kinh thiên động địa về tham nhũng hình sự. Ở nước ta, đảng đã chỉ rõ, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh, là giặc nội xâm, là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng, của chế độ, là trở ngại lớn đối với sự nghiệp đổi mới phát triển của đất nước, là nguyên nhân đầu tiên gây mất niềm tin của nhân dân. Cho nên, trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng do cụ Tổng đứng đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể kẻ vi phạm là ai, đương chức hay đã nghỉ. Nếu đã nhúng chàm nghiêm trọng đều không thể hạ cánh an toàn. Những kết quả và thực tế đó đã được dư luận đồng tình ủng hộ và được quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Tuy nhiên, các đối tượng phản động, thế lực thù địch lại lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của ta để tăng cường xuyên tạc chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành tựu đổi mới. Chúng lợi dụng các vụ án, vụ việc để đưa ra những luận điệu thêu dệt, quy chụp cho rằng chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chính là nguyên nhân sinh ra tham nhũng thuộc về bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực tiễn, các nước tư bản chủ nghĩa, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thì tình trạng tham nhũng vẫn xảy ra không ít và luôn luôn tồn tại. Chính theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là tệ nạn xuất hiện ở nhiều quốc gia, trong đó nhiều nhất và nhức nhối nhất lại là các quốc gia có chế độ đa đảng do giai cấp tư sản lãnh đạo. Với quyết tâm, kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng ở nước ta, quy định, quy trình xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan đến tham nhũng cũng ngày càng hoàn thiện, được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Những bước phát triển mới như hoàn thiện về quy định pháp luật, các biện pháp thực hiện kê khai thu nhập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các lãnh đạo quản lý, xây dựng cơ chế phòng ngừa, răn đe để kiểm soát tham nhũng, ngăn chặn tham nhũng vặt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nghiêm ngặt. Như vậy, trong chế độ một đảng cầm quyền, tham nhũng luôn bị đấu tranh loại bỏ kiên quyết đến cùng để xây dựng chế độ thực sự vì dân. Và có thể khẳng định rằng, tham nhũng là hiện tượng mang tính chất xã hội tồn tại ở các quốc gia, không phân biệt chế độ hay thể chế chính trị nào, dù chế độ một đảng hay đa đảng. Chế độ một đảng cầm quyền đều không phải là nguyên nhân sinh ra tệ nạn, tham nhũng, tiêu cực. Cho nên, lũ Kền Kền RFA, Việt Tân với những luận điệu xuyên tạc cho rằng chế độ một đảng là cha đẻ của tham nhũng hay phiên tòa câm là phản khoa học, bịa đặt, cố tình đổi trắng thay đen đã bị vạch trần.